Tôi và Thuận yêu nhau được hơn 2 tháng thì tôi có thai. Lúc đó tôi hoang mang lo sợ và hối thúc chuyện cưới xin, nhưng anh nói mới yêu nhau mà đã bầu và nghi ngờ tôi mang thai con của người đàn ông khác. Tôi thanh minh kiểu nào bạn trai cũng không tin và còn khuyên tôi bỏ thai. Vài ngày sau đó, anh cắt đứt liên lạc với tôi. Đến bước đường cùng, tôi chỉ còn biết gọi điện báo tin buồn cho bố mẹ đẻ. Thật may, bố mẹ không mắng mỏ mà còn gọi về quê dưỡng thai. Bố mẹ chăm sóc tôi kỹ, động viên tôi nhiều. Ngày con tôi được hơn 6 tháng thì bố mẹ Thuận tìm đến nhà tôi để kiểm tra ADN cháu. Sau khi có kết quả xét nghiệm thì mẹ bạn trai đồng ý nhận cháu mà không nhận dâu, vì tôi có bầu trước mất mặt nhà họ. Bố mẹ tôi thì phản đối quyết liệt, không cho gia đình đó nhận cháu. Tôi thì bình tĩnh hơn, hỏi phía nhà Thuận nhận cháu theo kiểu nào. Mẹ Thuận nói sẽ không đăng tâm tách cháu khỏi mẹ. Những khi lễ Tết hay nhà có cổ bàn gì thì sẽ đón cháu về chơi vài ngày. Cháu sẽ có tên trong gia phả của họ tộc. Sau này cháu cưới xin thì sẽ có bố và các bác phía đằng nội đến tham dự. Tóm lại đã là cháu của ông bà thì không phải chịu thiệt thòi. Hai nhà cùng họ Nguyễn nên bà không yêu cầu họ nhà bà. Tôi bảo những thứ đó phía nhà ngoại cũng làm được tất cả, không cần đến nhà nội. Nếu mọi người muốn nhận cháu thì mỗi tháng bỏ ra 10 đến 15 triệu nuôi cháu đến khi tròn 18 tuổi. Đáp ứng được điều kiện đó thì hãy nhận, không thì đừng bao giờ đến nhà tôi nữa. Lời tôi nói ra khiến mẹ chồng cứng họng và mọi người tức giận bỏ về. Cứ nghĩ nhà Thuận sẽ bỏ cuộc, không còn muốn nhận cháu nữa, nhưng hôm kia bố mẹ anh ấy quay lại gia đình tôi để nói chuyện. Bác gái nói lương hưu của hai bác chưa đầy 10 triệu, nếu đáp ứng điều kiện của tôi bác ấy sẽ không có tiền chi tiêu sinh hoạt. Thuận không được tôi tha thứ thì cũng không muốn bố mẹ dính líu đến con của tôi, nhưng bác gái nói anh ấy còn trẻ, người non dạ chưa hiểu hết sự đời. Lúc cháu còn nhỏ, nhà nội không quan tâm chăm sóc, lớn lên cháu sẽ rất hận. Vì thế bác bỏ ra 3 triệu tiền lương hưu để trợ cấp cho cháu, rất mong gia đình tôi đồng ý. Bố mẹ Thuận không có lỗi, vì con và cháu hai bác ấy đã phải bỏ ra một khoản lương hưu. Nhưng câu nói cay nghiệt của mẹ Thuận sao tôi bỏ qua được, nhận cháu không nhận dâu. Tôi nuôi con và dạy con tốt, trời xanh sẽ an bài thôi. 3 triệu đúng luật ly hôn phụ cấp nuôi con, khôn thế. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.